anh em nha. Thì bữa nay mình xuống Đức Hòa câu nha anh em. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hậu Nghĩa của Đức Hòa. Thì hôm nay mình đến một cái ao này là của người em quen với thầy giới thiệu. Thì mình cũng mới vừa tới. Cái ao khá là rộng. Mình nói là chủ yếu là cá phi với tắc lát thôi, còn cái trôi chép thì không có nha. Cần là cái ao này là có người trông coi, thành ra là vào câu rất là khó, chỉ có quen biết thì mới vào câu được nha anh em. Đó, thì hôm nay đứa em nó dẫn mình đến đây để câu thử cái hồ này đó. Mình nãy giờ con xếp ốc đồ đạc xuống xuôi rồi, hôm nay vẫn quýnh cám chí miệng. Ok, 3:45 và phao chiên phi phi chủ yếu là mình săn rô phi lên xuống hồi nha anh em. Hy vọng là bữa nay sẽ bắt được thật nhiều cá nha. Phao rất là nhanh các bạn, thì mình khí này cá phi rất là nhiều. Ôi ôi, ôi ôi, cái bự bự bự. Ê ê ê ê. Ôi ôi, má chạy dữ quá. Ê. Hàng. Ôi, quá bự, bự quá anh em ơi. Con này to rồi. Trời ơi chạy kìa. Cá khỏe kìa. Trời ơi. Bự lắm. Ui. Cá này khỏe ghê á. Đó, trời ơi. Đây đó, trời ơi cá. Sướng lắm. Ui, trời ơi. Phê quá anh em ơi. Bự quá. Bự á. Khí có à? Khí có hả? Cá bự ghê á. Trời đồ quá, nuốt luôn rồi. Nuốt lưỡi luôn mày. Nhẹ nhau quá. Nuốt lưỡi luôn. Ngon hả? Mình được biết đứa em mình nói thì cái hồ này đã 10 năm không tác nha anh em. Thì mình nghĩ cái lượng cá lớn rất là nhiều lắm. Ủa nó ăn mặt luôn em ơi. Ngon. Cá lớn cá nhỏ à, nghĩa là chắc chắn sẽ có. Thank you.
mất hộp cơm, nó sáng mất hết hộp rồi. Xa lắm đó. Vậy bà nãy lại kiếm nữa. Về ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi cậu tiếp. Bao nguyên đêm mà được có nhiều cá ít quá hả? Đó. Trời ơi, cá. Con thấy lên đầu thứ không? Thấy nó giờ lên đầu thứ. Không biết cái gì. Không biết cái gì. Anh nhìn không rõ. Không biết cái gì. Anh cũng nhìn không rõ nữa. Là câu hơi bị trướng luôn, mà gió nó ngừng nha. Trời ơi. Sốc. Ăn không ăn lại rồi, hủi rồi, hủi rồi, giật luôn. Cậu em cá tụi đó, nó kìa, nó uống ngộ nó đó, xuống kìa đó. Trời ơi. Xuống lúc sau luôn, xuống. Tụi đó. Lên móng mà mình nhìn không rõ, không hiểu là cái gì. Đó, chạy đi con. Chạy đi. Đó, tới giờ anh ăn trên mặt luôn rồi. Không sốc nữa. Nó không ăn luôn đi. Mày hả con, sốc hả? Con đủ nó chua rồi xong. Đổ với mày lại nó thả lại thích. Đại câu ghê chơi chứ ăn uống nhiêu. Nằm ổ với đây nè, sao giật sốc không thầy? Đây. Rồi một xíu. Cỡ này làm mắm nó ngon rồi. Chắc làm 2 khúc. Ê. Vậy. Trời cái mẹ. Ủa nó nghĩ nó vậy. Bởi vì trời nó quỷ thần cái mẹ mới gì. Cái mẹ nó nghĩ cần rồi trời trời. Mới tiêu cành. Trời tưởng cái bự lắm rồi cái mẹ nó quét nó nghĩ ghê trời. Tim đầy đúng không? Nó sốc nữa. Nhìn là biết liền. Cá này dễ ăn kìa. Dở lên cũng dính nữa. Ăn mấy cái bụng to đùng. Đó.
mình. Cái này cá được rồi đó. Nó đỡ hơn em ơi. Lên luôn. Giờ cá sai nó đỡ hơn nữa. Cá nhỏ năng no đi đó nè. Cá lớn vô. Mới lớn. Chị bữa nay ngồi sao gió ngược không ạ? Không có xuôi gió vậy nha. Bên kia em ghe kìa. Tơi rồi, có nhỏ không? Cú bình không? Thank you.
hút lối. Lối thì phải không đi. Nằm con chọt quá. Tới giờ vô phá hả? Giờ tín hiệu ăn khác rồi đó, nãy nó ăn nó đội, giờ nó ăn gịch gịch xuống rồi đó. Hồi nãy nó thổi ngồi lên, giờ nó gịch xuống. Tín hiệu ăn vậy ok nè. Liên tục luôn hả? Mới lại nó rỉa mồi á. Đó, ngủ chung trong đó luôn hả? Ừ, chứ sao giờ không lại đuổi không ra. Cái chỗ rồi nữa nó ngủ, em thấy không cho ngủ, không bảo em về trước ngủ. Em không có cười gì hết, ông ngồi, ông nằm đó, ông ngồi ca. Trời ơi, lớn không chạy. Ê, dạ đâu muốn muốn chạy dữ vậy, con này dễ dữ vậy ta, nhỏ mới làm cái ớn nha, nhỏ làm cái ớn hình như nó hàng động vậy. Xa cá bự trong bờ cá nhỏ không ạ? Không nhờ. Cỡ vậy ngon rồi. Một gọng luôn. Con này xa cá bự. Quen dòng hầm này quá ngon. Nhưng mà hơi nặng tay xíu. Quá xuống đó. Lên này nè, này bùi. Quá phê.
xuống một mồi à, mới đầu tiên là bụm liền không? Không làm mồi nhão, nó làm mồi nó cứng chút xíu, đừng cho nó ghẻ nữa. Con dính con sóc you
Trời ơi. Nhỏ mà chạy ghê thiệt. Nhỏ mà chạy ghê thiệt. Lên. Nó tét nách luôn. Trời ơi, cái mè, mè Vinh. Quá trời lắm ơi. Rồi. Nó gãy cái ổ nặng. Nó nhiều quá. Đây là cái cỡ trời ơi quá trời, cũng bự không kìa. Con tao đụng luôn kìa. Rồi. Bự là quá tốt rồi. Ok nha. Rồi, cá này nè. Ui. Ôi giời. Quá trời. Nhỏ có bự có. Ngày nay sẽ nách luôn em ơi. Ok nha.